Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được quý bạn nhé. Một chiếc xe sedan ở phân khúc hạng B. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Đấy, đây là chiếc xe Toyota Vios ở phiên bản G quý bạn nhé. Màu vàng cát rất là đẹp rồi. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và đăng ký tên tư nhân. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 6 vạn rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp, màu vàng cát luôn các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe bản G là phiên bản cao nhất rồi các bạn nhé. Full option từ nội thất da, đèn pha bi xenon. Đấy, phân biệt ở bên ngoài, các bạn xem bên ngoài những chiếc xe mà có đèn pha bi xenon này. Đó chính là phiên bản G các bạn nhé. Phiên bản E, kể cả phiên bản E số tự động cũng không có được cái option là bi xenon đâu các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Thì chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được, chúng tôi quay nguyên tại bãi đây các bạn này. Tôi quay nguyên tại bãi chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua xong các bạn nhé. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu và gương chiếu hậu là gập điện bạn nhé. Còn nguyên bản chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua xong, tôi quay luôn tại bãi đây các bạn này. Rất là mới, rất là đẹp và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi các bạn nhé. Đây là về cái phần bên ngoài, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không bị xước xát gì nhé. Và đây là về cái phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong là màu vàng kem này, rất là đẹp các bạn nhé. Màu vàng kem hay còn gọi là màu vàng. Đấy, nội thất màu vàng kem, rất là đẹp luôn. Nội thất da cao cấp này thì ở phiên bản G mới có các bạn ạ. Và rất là đẹp, rất là mới ạ. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây, thưa quý vị và các bạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 nhé, sản xuất tại Toyota Việt Nam trên Vĩnh Phúc các bạn ạ. Đấy, và nội thất rất là đẹp, chiếc xe lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi, cho nên là nội thất còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Và đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe các bạn nhé. Cụ thể là chiếc xe này đã lăn bánh được 6 vạn 8 km rồi. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và ở cái phiên bản G này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ này, gương chiếu hậu gập điện này, điều hòa tự động các bạn nhé. Phiên bản E là chưa có điều hòa tự động đâu, phiên bản G mới có nội thất da cao cấp, điều hòa tự động. Đấy, và chiếc xe này thì còn rất là mới này. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ít thôi, chỉ hơn 4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nội thất này, táp bi cánh cửa phía sau và nội thất hàng ghế ngồi phía sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe này đi cũng ít, có hơn 6 vạn km thôi, 6 năm 2017 đến bây giờ lăn bánh được 6 năm với hơn 6 vạn km. Và bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Ở cái phiên bản G này thì chiếc xe này không chạy dịch vụ các bạn nhé. Phiên bản E thì rất nhiều xe chạy dịch vụ, nhưng phiên bản G này thì không chạy dịch vụ đâu. Cốp sau thì ở đây, cốp sau cũng chưa bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Ốc cốp sau là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, toàn bộ ở cái ốc cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, và cái nỉ cốp sau cũng còn rất là đẹp, chưa có bị xước xát gì nhá. Lốp xe cua còn nguyên bản này. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, vừa mới mua về là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Không có chạy dịch vụ cho nên là cốp sau cũng còn rất là đẹp này. Đấy, cốp sau chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhá. Táp bi cánh cửa này còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nội thất phía sau này đều rất đẹp nhá. 6 năm sử dụng, 2017 đến nay là năm 2023. 6 năm sử dụng nhưng chiếc xe này lăn bánh được hơn 6 vạn km. Mỗi 1 năm tính ra có hơn vạn thôi. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì mỗi 1 năm cũng có thể chạy đến hơn 6 vạn, có thể lên đến 10 vạn nhá. Những chiếc xe chạy taxi, chạy dịch vụ các bạn ạ. 6 năm mà chỉ bằng một chiếc xe chạy dịch vụ thôi, 1 năm thôi các bạn nhá. Nội thất rất là mới, rất là đẹp và nội thất màu vàng vào be này rồi. Toàn bộ về ngoại thất, nội thất đều rất là đẹp. Và ở cái phiên bản G này là phiên bản cao cấp nhất rồi. Xe được trang bị nội thất da, điều hòa tự động, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất và nội thất thì rất là đẹp rồi. Gương chiếu hậu tích hợp trên xi nhan, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ nội thất và ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Về cái phần động cơ, xe cũng được trang bị cái động cơ là 1.5 lít này và còn nguyên bản hết luôn nhé. Tất cả các con ốc ở trong khoang động cơ này đều còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ là nguyên bản này, từ ốc capo
đấy, cho đến keo chỉ cabo, tem này, tem ở trên cabo này còn nguyên bản hết này, keo chỉ cabo còn nguyên hết ạ. Cam kết là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là cũng nguyên bản này. Từ ốc cabo này cho đến ốc tai này, đấy, xương đầu xe này là còn nguyên hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị động cơ đua VVTi 1.5 lít đấy, kết hợp với hộp số tự động, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Nội động cơ của chiếc xe TOTA thì các bạn có thể nói là động cơ của nó là TOTA thần thánh rồi. Động cơ rất là bền, rất là đẹp. Và cái động cơ này chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì đâu các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp, đã mới như này rồi. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe TOTA Vios phiên bản G 2017, lăn bánh hơn 6 vạn km. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán ra với giá là 395 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe TOTA Vios G 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.